Di ta xin chào. Hôm nay Di giới thiệu cho các bạn bộ ngựa và lược bằng xương dành cho đàn guitar classic nha. Đây là lược đây. Có xe rảnh. Xe rảnh. Còn đây là ngựa ha. Loại ngựa này làm nhẵn luôn chứ nó không phải như một loại bằng nhựa nha. Đây, có sản phẩm như thế này. Màu trắng nghe, màu trắng của xương thì thông thường loại này người ta làm bằng xương bò hoặc xương trâu nha. Cảm ơn các bạn.